Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay thứ sáu tuần thứ nhất mùa chay, ngày 26 tháng 2 năm 2021. Những người kinh sư và pha-ri-sêu cho rằng không dùng gươm giáo hay bất cứ thứ vũ khí hoặc phương tiện nào để gây đổ máu, kết liễu mạng sống người khác thì đã là tuân thủ luật Mô-xê dạy là chớ giết người. Điều đó không sai. Nhưng Đức Giê-xu thì muốn các môn đệ của người phải công chính hơn như thế, khi người dạy giữ luật ngay từ ý hướng bên trong, vì đó là căn cội dẫn đến hành vi biểu hiện bên ngoài. Có loại trừ được lòng giận ghét thì mới không mắng chửi người khác, và như thế mới loại trừ được một động cơ quan trọng dẫn đến tội giết người. Giận dữ, mắng chửi là đã giết người trong tư tưởng rồi. Đằng khác, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác còn gây ra đau khổ nặng nề hơn cả cái việc làm hại đến thân thể của tha nhân. Khi yêu cầu các môn đệ công chính hơn các kinh sư và người pha-ri-sêu, Đức Giê-xu không chỉ nội tâm hóa việc giữ luật, Người còn nhấn mạnh tính triệt để của các đòi hỏi của tin mừng. Công chính hay không công chính cũng phát xuất từ đáy lòng, rồi mới biểu lộ qua lời nói và thể hiện bằng hành động bên ngoài. Vì thế, muốn sống công chính cách triệt để thì ngay từ trong ý hướng đã phải công chính rồi. Quyết tâm sống công chính không chỉ là không phạm tội trọng, mà phải chê ghét mọi tội, kể cả tội nhẹ, và phải chê ghét cả những ước muốn phạm tội nữa. Truyền cổ Đông Phương có câu chuyện như sau. Ngày xưa có một vị đạo sĩ dâng cho vị đại vương một chiếc nhẫn thần kỳ diệu và quý giá. Nó được làm bằng vàng nguyên chất, và trên mặt nhẫn có gắn nhiều viên kim cương chiếu sáng lấp lánh. Ngoài ra, chiếc nhẫn này còn kỳ diệu ở chỗ, người nào đeo nó mà làm điều tốt thì chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay sẽ vừa khít, và các viên kim cương sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh. Nhưng nếu người đeo nhẫn làm điều gì thất nhân ác đức thì chiếc nhẫn sẽ siết chặt lại, làm ngón tay đeo nó sưng lên to và đau đớn. Từ ngày đeo chiếc nhẫn này, vị đại vương luôn được chiếc nhẫn thần cảnh báo, nên đã trở thành một vị vua anh minh, nhân hậu, khiến thần dân kính phục yêu mến, và đất nước ngày một cường thịnh. Mỗi người chúng ta cũng có một chiếc nhẫn thần kỳ diệu và quý giá, đó chính là lời Chúa và lương tâm. Nếu chúng ta làm điều thiện thì lương tâm sẽ bình an hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta phạm tội, giữ lòng thù ghét tha nhân, thì dù không có ai khác hay biết, nhưng lời Chúa và tiếng lương tâm sẽ cáo tội chúng ta. Tiếng Chúa khuyên chúng ta làm lành lánh dữ. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải ăn ở công chính hơn các kinh sư và người pha-ri-sêu. Xin giúp chúng con thực hiện điều Chúa dạy bằng cách sống công chính từ nội tâm cho tới hành vi bên ngoài. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa
vẫn luôn vang lên trong lòng và nơi lương tâm chúng con, để chúng con luôn thực thi lời Chúa dạy là yêu thương và sống hài hòa với mọi người. Amen.